Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên vị sư Thích Phổ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày tu hôm nay toàn thể chúng ta thật vô cùng hân hạnh được sự quan tâm thuyết giảng của vị sư Thích Nữ Hương Nhụ. Trên bàn thuyết giảng xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử vị giảng sư rất là nổi tiếng và được rất nhiều sự yêu mến của quý Phật tử. Xin được trân trọng giới thiệu giảng sư ni sư Thích Nữ Hương Nhụ với toàn thể chúng. Xin thưa quý Phật tử, ni sư hiện là vị sư trụ trì nơi chùa Thiên Quang ở tỉnh Bình Dương. Hiện ni sư là giảng viên trường Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khoa Thức học, và ni sư với cấp bằng tiến sĩ Phật học. Do vậy buổi thuyết giảng hôm nay sẽ hứa hẹn rất nhiều điều để cho quý Phật tử có thêm được nhiều tư trang tư lương để theo con đường hướng về Phật pháp tu hành sẽ có được nhiều kết quả tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng, đảnh lễ thầy trụ trì chùa Diệu Pháp đã cho con một cái duyên lành được về chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử, mà sư thấy ở đây đa phần là các nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng Diệu Pháp sáng hôm nay ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây thì chùa Diệu Pháp đúng là lần đầu tiên sư được đến trong những cái chương trình đi hoằng pháp của mình, nhưng mà quý Phật tử của đạo tràng chùa Diệu Pháp thì đã đến sư rất là nhiều lần. Các vị đến và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta, đó là những người mù lòa, tật nguyền, khuyết tật, khiếm thị. Cái đạo tràng đó có thể lên đến 500-700 hay là 1000 trong một cái khóa tu, thì đạo tràng Diệu Pháp dưới sự hướng dẫn tâm từ bi của quý thầy đã nhiều lần đến với chùa Thiên Quang và làm những cái công việc rất là ý nghĩa. Vì vậy cái tên chùa Diệu Pháp á, nó trở nên rất là quen thuộc đối với lại là đạo tràng chùa Thiên Quang. Và cho đến hôm nay thì là sư mới đủ duyên để về được chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử trong một cái buổi sáng ngày Chủ Nhật rất là đẹp trời, tràn ngập nắng ấm Sài Gòn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta về với những cái ngày tu tập như thế này thì chúng ta phải cảm nhận một cái niềm hạnh phúc lớn lao. Mặc dù là ngày Chủ Nhật, nhưng ở đây mình nhìn ra đằng xa kia đó, có thể thấy là 2-3 hệ thống đường xe chạy. Và nếu chúng ta chỉ cần lắng yên mà nhìn ra ngoài cái cửa của chánh điện thôi thì đã thấy những dòng người chạy chứ không có đi, đúng không? Vì dùng các cái phương tiện xe cộ đi vào trong một cái dòng đời có thể cảm nhận như là dòng đời bất tận, chứ không phải ngày Chủ Nhật mà rồi cái thành phố sẽ yên lặng, trái lại vẫn có thể tấp nập hơn, ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, bởi vì con người lại tiếp tục vẫn không thể dừng được, vẫn phải chạy vào trong cái dòng sống của cuộc đời. Bởi vì đã làm cái thân phận kiếp con người thì con người ta vẫn phải gì lao đao bất tận cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Vì vậy rất là hạnh phúc cho những ai có nhân duyên được trở về với đạo tràng chúng ta, chỉ được một giờ đồng hồ ngồi nghe pháp, chánh niệm tỉnh giác. Và Đức Phật đã từng dạy: buổi sáng được nghe pháp, buổi chiều chết cũng rất là hoan hỷ an lòng. Bởi vì có những con người suốt một cuộc đời họ có thể tạo ra được rất là nhiều
tiền bạc của cải, ở những cái địa vị danh vọng quyền quý xa hoa. Nhưng khi nhắm mắt lìa đời thì ở trước mắt là một cái gì đó mịt mờ, không biết đi đâu, không biết về đâu. Và có những người nhắm mắt mà không thể nào yên lòng nhắm mắt. Còn chúng ta ít nhất trong cuộc đời mình cũng có những lúc mình đang ngồi ở đây đây. Mặc dù không thể loại trừ, có những người nói sư ơi, con phải cố gắng thôi, gọi là tinh tấn, chứ là lưng con mỏi nè, gối con nhức nè, đầu con mệt nè, thân con nó rất là xả rời rồi. Một kiếp sống của con người, con đã là gì? Đã cho ra để hy sinh cái thân xác này, sức khỏe này, đến tiểu tụy cuộc đời rồi. Nhưng mà con muốn nghe, con muốn tu tập, thành ra con ngồi đây, chứ mà con mệt lắm sư ơi. Đó, cũng có người nói thật và có người nói ở trong lòng. Nhưng mà dù sao, những ai đã đến được với đạo tràng, và tất nhiên cái đạo tràng của chúng ta đã không phải là khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ, thì phần lớn là trung niên và nhiều là những người già. Và sư nói sẽ không bao giờ muộn. Cũng có khi sư nói già rồi, tu là trễ rồi, nhưng mà mình nhớ tới hình ảnh của bà Mahabasa Bà Đề, Kiều Đàm Di Mẫu đó, 80 tuổi bà mới đi xuất gia, vẫn đắc quả A-la-hán, trí tuệ phân tích đệ nhất và người lãnh đạo xuất sắc của ni đoàn. Ngày xưa bà là người xuất gia đầu tiên, bà là hoàng hậu, và bà từ bỏ cung vàng điện ngọc khi giác ngộ. Bà đi xuất gia thì 80 tuổi rồi, đã hoàn thành tất cả các cái bộ phận của một người mẹ, một mẫu quốc, của một người vợ, của một người dì, người chị, người em trong một cái vương triều Kapilavastu Katilavve của dòng họ Thích Ca. Mà 80 tuổi đi xuất gia bà vẫn đắc đạo. Hồi xưa sư hay nói già rồi tu trễ quá, nhưng mà giờ mình nhớ lại cái lịch sử đó thì mình nói chưa trễ. Ai còn ngồi tu tập mà tai chưa bị điếc, không nào, tinh thần còn sáng suốt, còn chánh niệm được, sư xin chúc mừng tất cả các vị của chúng ta. Và người ta sẽ nói đừng có coi thường mấy cái người già đây nghe, người ta vỗ tay lớn lắm ạ, người ta nghe rõ lắm ạ. Đó, chứ đừng có mong mà vô đây ngồi mà gật gù. Chúng tôi nghe chánh niệm và chúng tôi vỗ tay rất lớn, lưng chúng tôi rất thẳng, bởi vì chúng tôi đang cố gắng chiến thắng mình. Tuy nhiên cụ nào mỏi quá, thỉnh thoảng cho nhúc nhích, cho duỗi chân một chút không sao, vấn đề là nghe cho được. Đó, để mà thực hành. Và sư muốn nói rằng sự tu tập dù chỉ một ngày có dễ hay không, mặc dù rất nhiều người nói với sư rằng thưa sư, con bây giờ hạnh phúc lắm, con biết tu rồi. Sư nghe như vậy, sư thật là phải nói lời chúc mừng khi con người ta nói tiếng biết tu. Biết tu là biết dừng các thói hư tật xấu, biết chuyển hóa thói hư tật xấu, biết buông xả, bớt tham lam, sân hận, si mê để mà tu tập. Nhưng mà mới đây sư tình cờ đọc một cái lời tâm sự của cái cô Diệu Liên, Lý Phương Linh. Đó, cô nói là tâm sự rằng tu có dễ không? Thật sự ra tu không dễ chút nào. Đó, mà cô là một người là viết nè, rồi đọc tới là dịch rất là nhiều những cái tác phẩm Phật Pháp đăng trên mạng truyền thông. Và cô nói cô đã tâm sự là cô đã bắt đầu tập tu như thế nào. Nhắc lại cái chuyện tập tu của mình, tự nhiên sư thấy hay, và sư nhắc lại cho các vị nghe hôm nay rằng chúng ta cũng đang tu, đang tập tu, hoặc đã tu đi chăng nữa, chúng ta đều ngồi lại chia sẻ với nhau rằng sự tu học của mình ra sao, nó có chuyển hóa không, thăng tiến không, có được nhiều niềm hỷ lạc trong cuộc đời hay không. Cho nên cũng có người đến chùa vậy thôi chứ cũng không có nghĩ là đến là tu, nhưng mà thật ra không có tu miếng nào. Tại vì họ là như thế nào? Họ chấp tất cả cái biết, cái thấy, cái hiểu của họ là số một rồi. Cho nên thường có cái chủ ý là
chỉ trích người khác, giảng thuyết cho người khác, sửa lưng người khác là nhiều, chứ ít khi nhìn lại mình. Và cũng có người đến chùa với một cái khát khao cả một cuộc đời gian lao vất vả, một cuộc đời chỉ biết chạy theo cơm áo gạo tiền. Bằng tuổi này, dù trẻ, dù trung niên, dù già, nhưng mà thưa sư, thưa thầy, con đã có những ngày được tu tập, thì họ trân quý những giá trị đạo đức, trân quý những cái bài pháp thoại để được tu tập. Và sẽ có những người đó, đến với ngôi chùa, đến với các đạo tràng để mong hiểu chữ tu là gì. Cho nên cuộc đời này, sư nói với các vị, đã thử rất là nhiều thứ rồi, ăn thử rất là nhiều thứ, nếm thử, xài thử, mặc thử, uống thử, chơi thử, nói thử và yêu thử, thậm chí là sinh đẻ thử đó, cái gì cũng có thể thử được hết, coi sao, coi ngon, coi thích thú tiếp à, còn không xong thì từ từ tìm cách bỏ chạy. Và có khi nào chúng ta thật sự nói một cái lời là cuộc đời bấy nhiêu đây cũng bồng dập quá rồi, bây giờ tu thử xem sao. Thử gì, tôi tu lâu rồi, tôi là tôi tu lâu rồi, tôi biết quá rồi. Nhưng mà hôm nay thật sự sư muốn nói với các vị là chúng ta thử tu một bữa xem sao. Nhất là chúng ta đạo tràng phụ nữ nhiều quá, cuộc đời này chắc phải ăn thử nhiều lắm. Ăn rồi mới dám cho chồng con ăn, có đúng vậy không? À, hy sinh mà. Người phụ nữ của chúng ta thường là hy sinh. Cái chén đẹp dành cho chồng, cái món ngon dành cho con, cái vật quý giá nghĩ đến cha mẹ, ông bà. Cái người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam á, thì hầu hết là hy sinh, rộng lượng, là bao dung. Nhiều khi nói là tôi là sống để bụng chết mang theo đồ này kia, chứ mà ông vô ông xin lỗi năn nỉ hai ba câu quề liền, phải không nào? Tại cái lòng của sẵn là cái lòng nhân hậu. Sư đang nói đa số nghe, còn cái phần mà gọi là phân tích cá biệt từng con người thì tôi khoan nói. Nhưng cái chánh là mình hy sinh, tha thứ, bao dung. Cho nên nhiều khi phải ăn thử, ngon thì sẽ đút cho con ăn, mà nó đắng, nó cay, chua chát thì thôi con ơi đừng ăn. Thì sư muốn nói với các vị rằng mình ăn thử rất nhiều thứ. Rồi có nhiều người ăn thử xong rồi đó, họ quảng bá lên trên cái mạng Facebook hay YouTube về những cái món ăn mà nhiều khi sư thấy là cũng khá là kinh khủng. Ví dụ như là họ quảng bá lên trên mạng với một cái dòng chữ: hãy ăn thử món châu chấu rang với tương của Nhật Bản. Nghe chưa? Rất là nhiều người vào xem và thích, chia sẻ: ăn thử đi, những cái món này rất nhiều protein so với thịt cá. Nghe chưa nào? Đó, châu chấu rang tương à. Thì họ nói rõ là lúc đầu ăn thì thấy hơi ghê, nhưng mà ăn quen rồi thì giống như ăn mắm tôm vậy đó, ăn mắm tôm với lại nước đắng, hay là ăn với lại rồi những cái món nó nhồi với thịt, nó hơi đắng, nhét thịt vô thì cũng ngon lắm. Rồi còn có nhiều món kinh dị hơn, nhưng hãy ăn đi, bởi vì những thứ chất côn trùng có rất là nhiều chất độc. Và những cái thứ kinh khủng như vậy đó, họ quảng bá, và con người ta ăn uống, ngủ nghề, ăn rồi mặc rồi hưởng thụ. Cái gì mà làm đi làm lại hoài rồi chán, cho nên tìm những cái thứ hấp dẫn, lạ lùng. Cho nên người ta cũng đi tìm châu chấu rang xem sao, phải chưa nào? Côn trùng hấp nấu, rang rít, sâu bọ, rắn rết, bất cứ cái gì mà cho người ta cái cảm giác lạ thì người ta sẽ ăn thử. Cho nên chính chúng ta là cái người ở đây, cũng có nhiều người ăn chay trường. Phải xưa ơi, ăn rít bây giờ không biết ăn món gì. Cuối cùng quay lại gì? Ăn cơm với muối sao lại ngon? Tại vì thứ này thứ kia, các vị cứ xem coi, nó đánh lừa cảm giác của mình. Vậy chứ mình ăn một bữa qua bữa thứ hai là mình đã cảm giác không ngon nữa đâu. Cái gì đơn giản nhất, phải không nào, như canh tập tàng, cơm nước tương, cơm chấm dao, chấm muối tiêu, vân vân, mà không có làm cho chúng ta cái cảm giác chán, cái cảm giác ngán tới cổ,
chính những thứ mà chúng ta cho là bổ béo, ngon lành, dầu mỡ, ăn đi ăn lại sẽ thấy rất là ngán. Cho nên cái người mà ăn các cái thứ thịt chúng sinh ở bên ngoài, ăn thịt con này con kia, món hầm, món quay, món kho, món nọ, chiên xào hấp vân vân, rồi chán, rồi phải tìm hương vị này hương vị nọ, nói chung ăn thật nhiều cái vật rất là kinh khủng. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng để lại có khi cảm giác là muốn buồn nôn, ói mửa, và có khi là đi tìm những cái cảm giác độc đáo hơn, kinh khủng hơn để gọi là hưởng thụ trong cái cuộc sống này về sự ăn uống. Cho nên là mình đến với cái một ngày tu đó, thì cái bữa cơm của chúng ta nó thanh tịnh, nó đơn giản, và nói là đạm bạc nhưng mà lúc nào cũng có vài ba món. Thầy lúc nào cũng muốn cho các vị đi tu mà ăn cái bữa cơm chay thấy ngon, cho nên cũng có món này món kia. Nhưng mà người mà ăn chay trường rồi đó thì thấy cuối cùng cũng có gì ngon, cơm rau luộc, muối tiêu, muối nước tương gì đó, nó không làm đánh lừa các cảm giác của mình, nhưng mà cái đơn giản đó nó lại đi với mình, đồng hành với mình, nó không có ngán. Còn thử cái này thử cái kia thấy hấp dẫn như vậy rồi nó sẽ ngán, lạc lùng như thế. Cho nên uống cũng thế thôi đó, người lớn thì uống rượu uống bia thử hiệu này hiệu khác, nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà thương hiệu quảng cáo rồi sự các chất xúc tác suối bậy của bạn bè để rồi thấy món này món kia ngon, rồi còn tập cho trẻ con nhấm nhát rượu bia thử cho biết có hại gì đâu. Trong khi đó tất cả những cái chất rượu bia nãy chưa nào đều là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đến mạch máu và nhiều cái cơ quan nội tạng khác trong cơ thể của chúng ta, nhất là đối với các trẻ. Nhiều người cho con mình trẻ sơ sinh uống thử vì nghĩ ăn không ăn thua gì, đúng chưa nào? Nhưng mà tất cả những thứ đó đều bị ảnh hưởng rất là lớn. Đặc biệt rượu bia ảnh hưởng tác động não và gan, vì cái chất cồn ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, rồi làm cho tăng lên các cái hiệu ứng đau ốm về gan, giảm trí thông minh, vân vân. Cho nên những cái thứ đó cũng có không nên là thử cho biết mùi. Hồi xưa thì tử tế lắm, làm ăn và hơi khá khá cũng phải biết nhậu nhẹt cho ra vẻ với người ta. Cho nên mới ngày nào mặt mũi thấy cũng là coi được, rồi nhậu nhẹt riết cái mặt phờ ra, nó không còn cái ánh sáng trí tuệ ở trên nét mặt. Tại vì là cái hơi rượu, hơi bia, hơi cồn nó làm mất đi các hạt giống trí tuệ. Mà thưa tất cả quý Phật tử trong đạo tràng chùa Diệu Pháp của chúng ta, có biết rằng trong năm 2017 thì người Việt Nam đứng nhất Đông Nam Á về là cái sự uống rượu bia, hạng nhất tử nhất cái gì nhất Đông Nam Á về uống rượu, rồi là hạng nhất nhất thế giới, rồi nhất Đông Nam Á luôn, nhất nhì trên thế giới và nhất Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai. Thế thì bây giờ mình nói bây giờ biết tu nhiều lắm rồi, xưa ơi đâu có tu thử nữa. À, biết tu thiệt mà sao lại là uống rượu bia? Xét khảo sát là 77% nam giới biết uống rượu bia, nam giới Việt Nam mà đứng nhất Đông Nam Á về tỷ lệ sản xuất nhập rượu bia, uống rượu bia là của người Việt Nam, trong khi mình đâu có giàu có gì đâu. Phá thai nhất Đông Nam Á cũng là hạng nhất hạng nhì gì đó trên thế giới, nhất là cái tuổi vị thành niên hay bắt đầu bước vào tuổi mới lớn. Còn những con người đi làm rồi là do cái gì, quy định của cơ quan đoàn thể kế hoạch, cho nên gọi là điều hòa gì đó cũng là phá thai rất là nhiều, cái đó không tính vào tỷ lệ phá thai. Còn nếu tính vô nữa đó là chắc chắn nắm chắc là mình nhất thế giới về những cái vụ tỷ lệ này. Cho nên nội hai giới đó, sát sinh hại vật ta thấy cũng hạng nhất rồi đó, ăn uống những cái thứ này thứ kia rồi mới uống được. Có ai uống mà ăn cái tàu hũ đâu, uống là phải ăn với con này con kia đến sát sinh, rồi là rượu, rồi là sát sinh hại vật, rồi là gian tham trộm cắp. Cái tâm trí nó mê mờ thì nó sanh ra gian tham trộm cắp,
Nhưng bây giờ tình hình trên mạng, đài báo, mình thấy cái người mà tạo các cái tội vì lòng tham cũng chưa hẳn là do say xưa, mà lòng tham bất tận của họ có thể tạo ra, có thể lấy của dân cả ngàn tỷ. Đó, có những con người cả một cuộc đời chưa cầm trong tay trăm triệu, vài chục triệu là một tài sản rất lớn, mà ngàn tỷ để chắc là họ nghĩ rằng một đời sống vương giả như là ở trên cõi trời, cho mình, cho vợ, cho con, cho cháu, cho chắc, cho chít, bao giờ cho hết cái ngàn tỷ đó, nhưng mà chưa hưởng được gì hết là phải vô tù. Tất cả thanh danh đều điêu tàn, biến mất. Cho nên cái trộm cắp đó, cái gian tham đó, nó cũng là một cái vấn đề mà bây giờ nó nổi cộm lên trong các cái vấn, trong các vấn nạn, trong các cái sự đau khổ của người dân Việt Nam. Nó lộ ra những cái sự gian tham trộm cắp trăm tỷ, ngàn tỷ. Tà dâm, đó là nếu không tà dâm sao mà phá thai, mà tuổi vị thanh niên chưa có đám cưới gì hết mà bởi vì là yêu gấp sống vội mới phá thai như vậy. Rồi đời sống vợ chồng, nghĩa là tình một đêm, không vợ không chồng vẫn sống được, với nhau thử một đêm hai đêm cũng phá thai. Cho nên cái tội tà dâm cũng là phạm. Mà tà dâm sát sanh trộm cắp làm sao dám nói thật, dối trá diễn ra hàng ngày trong từng ngôi nhà, từng khu phố, phường, xã, xóm thôn. Rồi cờ bạc rượu chè để mà chứng tỏ mình đẳng cấp, biết tiêu tiền, cá độ, ghen kiếp, vân vân. Cuối cùng nói, cái chuyện tu này con tu lâu rồi, nhưng tại sao xã hội Việt Nam của chúng ta đang nhìn lại một tình trạng băng hoại về đạo đức, mà trong nhà Phật là không giữ các giới của Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ tại gia làm như thế nào để sống được an vui và hạnh phúc. Chùa Diệu Pháp là một cái đạo tràng là người nữ nhiều, người già nhiều, nó nghe pháp say sưa. Các vị này, mình ngồi thuyết đây chỉ chừng 15 phút nửa tiếng xong là phát tán trên mạng toàn thế giới. Tôi thấy gật gật gù gù rồi coi mắt này là mắt mở hay mắt nhắm. Vỗ tay vỗ không nổi, phải không nào? Mà coi hip hop rồi ca sĩ rồi hoài linh hoài liếc rồi vỗ tay dữ lắm. Đó, mình phải làm sao cái vỗ tay để cái người bên cạnh không có ngủ, chứ không phải vỗ khen sư, phải không nào? Sư không phải đòi đến đây để vỗ tay. Nhưng mà cái bà bên cạnh bà sắp gục rồi, vỗ bóp 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 ra rồi bà sẽ giật mình, cái gì vậy, cái gì vậy? Thế là lưng cho thẳng lên nào, ngồi nghe cho ngon lành coi, được không? Như vậy là mình ăn thử cũng nhiều thứ quá, nếm rượu, nếm bia cũng nhiều. Cái bà cả đời có khi không nếm thử, nhưng cũng có khi uống đua với chồng, chưa biết ai hơn ai. Thật sự những cái việc đó nó đều làm tổn hại đến não, đến gan, đến thần kinh và mất đi trí tuệ. Trên kinh Trường Bộ Giáo Thọ Thi Ca La Việt á, Đức Phật mới là một lần ở tại Vương Xá Thầm. Buổi sáng sớm là Ngài đã đi ra rồi, đi kinh hành, đi thiền hành, xong rồi sau đó là đi khất thực. Thì một lần đi sớm ở tại thành Vương Xá như vậy, gặp một cái chàng thanh niên đang lạy sáu phương. Anh chàng tên là Singalaka Thiện Sinh, chắp tay lại phương Đông, phương Tây, lại phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, lại sáu phương. Mà Đức Phật mới giải thích cho chàng cư sĩ đó về ý nghĩa của việc đảnh lễ sáu phương. Mình lại cho nhiều mà cha mình không kính thì đâu có lại phương trên chứ, mẹ mình không thương thì mình đừng có lại phương dưới chứ. Lại phương Đông làm gì mà không kính thời, không nghe lời Phật dạy, phải chưa nào? Lại phương Tây làm chi mà mình cũng chẳng có lòng thương, sự quan tâm, giáo dục, dạy dỗ con mình. Lại phương Bắc làm chi mà mình sống với ai, mình cũng ích kỷ, kiếm lợi cho mình, hại cho người. Lại phương Nam làm chi mà cuộc sống của mình là không có biết là biết ơn đàn na tín thí, biết ơn quốc gia, thủy thổ, vân vân. Tức là thay vì lại sống ơn đó mà mình sống một cuộc sống biết tri ân, biết hướng thượng, thì nó quý hơn là tu cái thân, coi lạy, coi niệm, coi tụng như thế mà thật sự không có chuyển hóa. Tốt nhất là con người vừa tu
tu thân vừa chuyển hóa tâm. Cho nên cái lạnh là cái rất tốt. Ai mà lạnh được thì đâu có làm ác, có ai mà vừa lạnh mà vừa giết gà được đâu. Có ai mà vừa lạnh mà miệng chửi bới, có ai mà vừa lạnh mà tay ăn cắt. Cho nên sư động viên các vị tinh tấn lạy Phật, tụng kinh, sám hối, trì chú. Và khi tu tập như vậy là chuyển hóa các thói hư tật xấu của mình, giống như Đức Phật dạy cho chàng Singalaka ở Vương Xá Thành về ý nghĩa của việc đảnh lễ sáu phương. Và sau khi giải thích cho chàng ta ý nghĩa của lạy sáu phương và giải thích thêm sự đam mê rượu bia, các chất gây say gây nguyện có sáu thứ nguy hiểm, đó là tài sản hiện tại bị tổn thất. Có ai đi uống rượu uống bia mà không tổn thất tài sản? Mặc dù bây giờ họ nói là đi ngoại giao, đi tiếp khách thì phải uống, nhưng mà lợi nó vô, tiền nó vào, cho nên người ta xem đó là một cách sống, một cách bình thường trong đời sống này. Phải có bia, có rượu, phải có ngoại giao. Nhất là người Việt Nam còn có nói câu vô tử bất thành lễ. Cái gì cũng phải có rượu mới tạo thành cái lễ. Cho dù ngoại giao, một cuộc làm ăn hay là một cái chuyện gì khó nói, uống rượu vô. Thế đó là bình thường. Nhưng nãy giờ sư phân tích rồi đó, tổn hại thần kinh, mất hạt giống trí tuệ, tổn não, tổn gan, hư hại các cơ quan nội tạng. Sư mong giảng như vậy tới tai mấy cái ông mà hay uống rượu bia đó, để mấy ông biết rằng mình đang tự giết mình. Chứ cái đạo tràng của mình thì nói gì nữa, number one rồi, phải không nào? Cho nên người uống rượu bia thì tài sản bị tổn thất. Người uống rượu bia nhiều thì sân si và thích đấu tranh. Người dễ dàng gây gỗ, thường thường rất là nhiều cái tai nạn giao thông hoặc đánh giết từ cái hơi rượu mà ra. Nên sân si và thích đấu tranh, muốn làm cái chuyện đó nốt bồn chạy bia ra đánh hoặc giết, không làm chủ được mình. Bệnh tật dễ xâm nhập, dễ tổn thương danh dự, để lộ âm tà, trí lực tổn hại. Đức Phật nói sáu cái nguy hiểm của người uống rượu bia. Tài sản tổn thất là một, sân si thích đấu tranh là hai, bệnh tật dễ xâm nhập là ba, tổn thương danh dự là bốn, để lộ âm tà là năm, trí lực tổn hại là sáu. Vậy mà người Việt Nam chúng ta uống rượu đứng đầu năm Nam Á. Cho nên mình rủ mấy ông đó, thấy chưa nào, mấy ông xã, mấy đứa con làm giám đốc, phó giám đốc gì đó. Con ơi, chủ nhật này đi tu thử một bữa đi con. Con uống thử quá nhiều rượu bia, ăn thử quá nhiều chất độc địa kinh khủng, bây giờ đi tu thử một bữa đi con. Vậy mà mình kêu được, mời được họ đi tu thử, cái đó mới là cái số 1 đó. Mình thấy rồi, giờ nói ăn chay nhiều lắm, xưa ấy đâu cũng tiệm chay hết. Hồi xưa khó chứ bây giờ đâu cũng có tiệm chay. Sư ra đi nhiều tỉnh sư giảng, không tìm được một cái chỗ nào bán đồ chay hết, có nhiều tỉnh. Thấy chưa nào, ví dụ như sư đi ra nhiều một số vùng tỉnh là phía miền ngoài, không có cái chỗ bán đồ chay, khó lắm. Cho nên cứ tốt nhất là thủ một cái nắm cơm, một khúc bánh mì, cơm nắm với muối tiêu là bảo đảm, đã không bị trúng, bị gì hết trơn hết trọn. Vô là bắt đầu giảng liền. Chứ nhiều khi dọn cái này cái kia, ăn vô trúng mới trời chơi. Phải chưa nào? Đó. Cho nên cái gì đơn giản, ít bệnh tật. Mà bây giờ cái đời sống này nó xô đẩy con người ta tìm cái thứ phức tạp và kinh khủng trong cái ăn, cái uống, và kinh khủng trong cái mặt luôn. Ăn chay nhiều, tức là ăn rau nhiều. Vậy mà, đó, tiến một vị phó thủ tướng, nói chưa nào, phó thủ tướng là sư muốn nói là một phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đó là ông nghiên cứu là chắc chắn là phải trên cơ sở là số liệu cụ thể rồi, chính xác chứ không nói đại khái. Ông nói người Việt Nam chúng ta bệnh tật nhiều, tuổi thọ cũng ngắn, mà xét ra đó 52,7% người trưởng thành của Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây. Đó, cho nên mình ăn chay, ăn mặn không biết. Nhưng mà quá bán người dân Việt Nam của chúng ta không ăn rau, không ăn trái cây. Và nó cũng tạo thành rất là nhiều thứ bệnh, hoặc là sức khỏe không tốt. Và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nói hai thói quen rất xấu ảnh hưởng đến sức khỏe người Việt. Đó là 45% nam giới nước ta hút thuốc lá
và 77% uống rượu bia. Đó, thấy chưa nào? Quá kinh khủng, uống quá nhiều. Đó. Và mình tính ra bình quân là mỗi một người Việt Nam uống 6 lon bia một ngày. À, đứng nhất Đông Nam Á, đứng hạng 10 trên châu Á và trên toàn thế giới. Đó, thì mình cũng có hạng, gọi là hạng trên thế giới luôn. À, cho nên là chúng ta thấy rằng là thôi, ăn thử, uống thử rồi làm, ăn thiệt, uống thiệt và nghiện và say. Cho nên hôm nay sư nói mình tu, và nói chứ tu thử cho những người chưa từng tu. Nói chúng ta là nghe pháp nhiều rồi, tu tập nhiều rồi, mình còn nói chữ tu thử không? À là không. Dạ thưa sư, con tu lâu rồi, con không còn tu thử nữa. Dạ, lát nữa sư kiểm nghe không? Kiểm tra nghe không? Check. Ăn thử nè, uống thử nè, yêu thử. À, bất cứ một cái mối quan hệ nào mà nó biết là nó không đúng đắn, nó không an toàn, anh có vợ, em có chồng, mình gặp nhau yêu thử đi em. Ok, tại thử mà. Đó. Nhưng cái thử đó là phạm giới tà dâm, cái thử đó là tổn hại đưa đến phá thai, cái thử đó là sự dối trá, cái thử đó là phạm giới. Mà con người ta hạnh phúc và an lạc là dựa nhờ giữ các cái giới. Cho nên các vị nói các vị tu lâu rồi không có thử nữa, thì bây giờ rà soát lại coi mình giữ cái lời dạy, cái giới răn cấm dành cho người cư sĩ tại gia được bao nhiêu phần trăm rồi. Nếu mà thuần thục hết rồi đó thì không còn là thử nữa. Nhưng sư ơi, cũng còn cái này cái kia, nghĩa là chúng ta nói là thử cũng là chưa, đã tu đâu mà thử. Tại vì vẫn tiếp tục theo tập khí, thói quen, sở thích để tạo các ác nghiệp và các tội nghiệp. Cho nên ngày nào mình cũng phải check lại chính mình, xét lại ngày hôm nay mình có phạm cái giới nào hay không mới gọi là tu. Còn không vẫn là thử mà trầy trật, trật lên trật xuống. Đó, sư nói yêu thử bây giờ nhiều lắm. Người lớn, giới trẻ tâm sự với sư khổ vì yêu thử. Mà cái lớp trung niên cũng yêu thử rất nhiều. Bởi vì họ nói có lỗ lã gì đâu mà yêu thử rồi có lợi sư à. Nhất là chuyện làm ăn mà nháy qua nháy lại rồi có những hợp đồng nó được ký kết qua những cái tình yêu thử như thế. Nhưng mà quay trở về với chính mình thì lương tâm ai mà chẳng có sự gì cắn rứt, áy náy, hổ thẹn. Cho nên nhiều khi về đêm nằm đâu có ngủ được đâu. Nốc vô một chai, uống vô lon lên ngủ, rồi sáng thức dậy đầu nặng trịch và lại đối diện với chính mình. Cho nên Đức Phật dạy mình sống trong sạch, thanh tịnh, cái gì cũng phải hết, hãy thật. Ăn thật thì ăn những cái thứ trong sạch thì không sợ gì là ăn các sinh vật của chúng sinh, thịt chúng sinh. Uống mà uống nước trong lành, nước trà, rồi nước lá, nước những cái thứ tốt đẹp thì có sợ gì mà phải gọi là uống rồi sanh tội. Đó, yêu thì cũng tình yêu chân chánh, đàng hoàng, có ngại gì vấn đề yêu thử rồi tạo thọ. Cho nên thử quá nhiều thứ, vì vậy mà sư nói đến cái từ tu thử, bây giờ phải tu thử và rồi tu thiệt, bởi vì tu thì đem lại an lạc cho chúng ta. Thế rồi mình tu lâu nay mình đã thuần thục, xưa không còn tu thử nữa. Nhưng mà các vị hãy biết Đức Phật dạy chúng ta như thế nào về cái chuyện tu hành của kiếp sống con người, nghe chưa nào? Đó. Bởi vì sao? Cái tu thử này nó làm cho con người là trong sạch, cái tu nó làm cho con người là nhẹ nhàng, cái tu nó làm cho con người là tinh tấn, thấy chưa? Đó. Thì Đức Phật nói ai mà chưa có thật sự tu thì đó là chúng sanh. Ở ngoài Bắc người ta dùng cái từ cúng chúng sinh, tức là cúng những cái phần người đã chết, cô hồn. À, ngoài Bắc á, mà cái cúng chúng sanh là cúng cô hồn á. Còn mình dùng cái từ chúng sanh là tất cả. À, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là tất cả mọi con người, mọi loài, mọi vật trên thế gian này là chúng sanh. Như vậy có mình trong đó không? Thấy lớn lên có mình trong đó không? Có. Mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là phải độ những thói hư tật xấu trong mỗi một con người. Cái tánh chúng sanh của mình nó nhiều lắm. Tánh Phật mình có không? Cho một tràng pháo tay. Tánh chúng sinh mình có không?
Có luôn, cho càng cái tay. Bây giờ mình tu để lột cái Phật tánh ra, mà cái tánh chúng sanh nó phải bớt lần đi. Cái tánh chúng sanh là cái tánh mà làm cho mình là tham lam, sân hận, si mê. Tánh chúng sanh làm cho mình vô minh. Tánh chúng sanh làm cho mình thích ăn, ăn thử, uống thử, yêu thử, nói bậy bạ, thử, cái gì cũng có thể thử được. Còn cái tánh Phật thì chánh niệm tỉnh giác trong lời nói, việc làm, đi, đứng, ăn, uống, yêu, rồi là sanh con, đẻ cái, đều có chánh niệm hết. Còn có người ta tùy theo cái tánh chúng sanh của mình mà sống đó, thì tức là cái tánh, cái con, cái tánh chúng sanh là gọi là cái con, một phần người, phần con, thì cái phần con của mình nó nhiều lắm. Cho nên cái chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, mình cứ nghĩ là mình độ ai đó, chứ thật ra độ ngay mình mà độ không xong. Cho nên sư mới khuyên các vị phải tu đi, tu thử đi coi nó ra sao. À, thế rồi thưa sư, bây giờ vậy con là chúng sanh, vậy làm sao cho con biết con hết là chúng sanh? À, ở đây ai cũng nói mình có Phật tánh là chân tâm, nhưng mà ai cũng có chúng tánh chúng sanh hết. Bây giờ làm sao để cho biết là con không còn cái tánh chúng sanh nữa? Trong kinh Tương Ưng bộ 3, phẩm một phần chúng sanh, Đức Phật dạy như sau. Một lần ở Sravati, anh chị nào, à, ở vườn ông cấp cô độc, tôn giả Radha đã nói với Đức Phật là bảo Đức Thế Tôn, thế nào gọi là chúng sanh? Và Đức Phật mới trả lời là những cái sinh vật nào, con người nào có lòng dục và muốn, lòng dục, lòng tham, sự thích thú, khát ái đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì triền phượng, triền miên, phiền não triền miên thì gọi là chúng sanh. Cái này mình dạy trong các trường Phật học mình phân tích dễ hơn. Đây sư nói một cách dễ hiểu. Con người có lòng tham ái, hoan hỷ, khát ái, mong muốn đối với sắc, tức là những cái pháp hữu vi, về sắc đẹp, về tiền tài, về của cải, về vật chất, về nhà cửa, xe cộ, vợ chồng, con cái, tất cả đều thuộc về cái sắc hết. Thân thể của mình là sắc. Mà lòng ham muốn khát ái của mình với các cái vật hữu vi, các thứ có thể nhìn thấy mà mình ham muốn chừng nào, thì cái lòng tham dục, phiền não triền miên, đó, đó là về sắc. Chưa hết, mình còn có lòng tham đối với cái sự thọ, cảm thọ. Thế chưa nào? Đó, mắt thì thích nhìn sắc đẹp, tai thích nghe tiếng, tiếng khen, mũi thích ngửi mùi hương, miệng thích nếm vật ngon, thân mình thích chạm những cái cảm giác mềm mại, tức là cái cảm thọ mình cũng say đắm. Ta sư mới nói chuyện ăn thử, uống thử, mặc thử, va chạm thử, yêu đương thử, đều vào thọ hết. Thì con người ta say đắm vào những cái thọ, rồi về suy nghĩ nhớ nhung những cái thứ mình đã thọ, không nào, ôm ấp, ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ, chơi bời, xả láng, rồi hưởng xong rồi về tiếc, về nhớ là tưởng, tưởng tượng, nghĩ nhớ, rồi bắt đầu có những cái động cơ để tạo nghiệp. Tại không có tiền nên phải tạo nghiệp cho ra tiền tiếp tục thọ hưởng nữa, gọi là hành. Thấy chưa nào? Rồi tạo thành vận chuyển ý thức sống vô minh, đẩy con người trong dòng triền miên đau khổ. Ở đâu có những cái sự say đắm như thế về sắc, thọ, tưởng, hành, thức như thế, thì phiền não triền miên, thì âu lo triền miên, triền phượng triền miên. Những ai có những cái điều đó đều là chúng sanh. Ví như một đứa trẻ, Đức Phật nói nó ham mê cái nhà bằng đất, cái nhà bằng đất mà nó chơi suốt ngày không bao giờ biết chán. Cái nhà mà nó đắp cái nhà bằng đất, đi phòng khách nè, phòng ngủ nè, phòng ăn nè, phòng chơi nè, hồ bơi nè, bể tắm nè, nhà cửa xe đắp bằng đất không, nó rất là mê, bởi vì nó cảm giác là một tài sản. Còn mình đi ngang mình ấy, đứng lên rửa tay đi ăn cơm, má cho con chơi chút đi má, cái lần má nó sao có ba cái đất đó mà cái gì mê như vậy. Nhưng mà đối với nó là cả một tài sản, một sự hấp dẫn vô biên. Thì chúng ta mê sắc đẹp, chồng con, ô cha sư nhìn thấy các bà ghen là hết ý luôn.
mê quá trời mê. Nghĩa là mấy ông có một cái sức hấp dẫn mà kinh khủng, làm cho các bạn có thể điên loạn, mất ăn bỏ ngủ, cuồng dại trong cuộc sống này. Thế nhưng mê hơn cái đứa nhỏ mê cái nhà đất. Còn mấy ông á, mê theo những cái gì? Tiếng gọi ái tình, sắc đẹp, lời ngọt ngào, sự quyến rũ, cũng mê man, coi như không còn biết gì hết. Sư tu hành, sư biết cái gì mà sư nói, hấp dẫn lắm. Đó. Thì chúng ta mê giống như một đứa trẻ mê cái nhà bằng đất. Đức Phật nói, chất đắm say sưa vào những căn nhà bằng đất đó, cho đến khi nào đứa trẻ nó không còn tham ái, mê say trong cái nhà đất đó, nó sẽ dùng tay hay chân phá tan, đập vỡ, phá sập, không chơi căn nhà đó nữa thì chấm dứt cái lòng ham muốn với cái nhà đất. Cũng vậy, Đức Phật dạy rằng có người không còn cái lòng tham đắm với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những yếu tố hữu vi về thân, rồi những cái yếu tố say đắm mê mờ của tâm mà không có thể nào thoát ly ra được, đó đều là chúng sanh cả. Cho nên cái việc tu nghe như vậy có thấy dễ hay là khó? Cho một tràng pháo. Bây giờ nghe sư nói tới đây, ai dám nói ôi con đâu có tu thử nữa, con tu lâu rồi. Nhưng con vẫn là chúng sanh, con vẫn tham đắm tiền tài, danh lợi, tình yêu, của cải, vật chất. Con tham đắm một mối tình già, mặc dù nó sáu mấy bảy mấy, vẫn ghen như điên như cuồng vậy, không buông bỏ ra được một ngày. Con vẫn chấp cái ngã của con là hơn hết, con nói là phải im hết. Tôi nói mà trong nhà này cãi tôi là không được, cái ngã của tôi quá lớn. Cho nên thấy má cũng là bà tiên hiền diệu, mà má cũng là bà phù thủy luôn má ơi. Cái ngã này vui vẻ lắm. Cho nên nghe sư nói mình phải dứt bỏ các yếu tố tham đắm về sắc, về thọ, tưởng, hành, thức. Nghe tưởng đâu khó hiểu. Sắc là tất cả những gì về pháp hữu vi trên đời, những sự tham đắm của tâm này mà mình có dứt bỏ ra được, mình mới hết là chúng sanh. Cho nên á, sư nói là sư ra miền Bắc nói cúng chúng sanh là cúng cô hồn. Ở trong Nam mà cúng cô hồn là người đã chết. Nhưng mà sư nói cô hồn hay chúng sanh gì cũng có mình ở trong. Tại vì sao? Mình đã dứt bỏ được cái tham đắm đó đâu. Trái lại, còn có những người từ hồi tu còn tham hơn cái hồi chưa tu nữa, mới ghê chứ. Có không ạ? Có. Tại vì sao? Bây giờ ngoài hồi trưa xưa thì chưa tu thì cũng làm nhiều thứ ác, sát sinh hại vật, rồi gian tham trộm cắp đủ thứ. Bây giờ biết tu rồi, sửa rồi, thì giờ tham gì? Tham được cái lời khen. Bà tu dữ lắm, bà đạo tràng nào cũng đi, bà là trời ơi phóng sanh là hăng hà, tiền trăm triệu đi phóng sanh, bà cúng dữ lắm. Nghĩa là mình phải ở một cái vị trí được người ta khen ngợi, vẫn là tham thành tiếng. Là gì nào? Mắt mê hình sắc, tai nghe tiếng, mũi đắm vị mùi hương, lưỡi đắm vị. Cho nên thân này cứ lang thang, làm khách phong trần mãi, ngày khách quê hương vạn dặm dài, không có trở về với chân tâm được. Cho nên nói sư nhắc sơ sơ thôi, thì các vị nói chà tu bao nhiêu lâu rồi chứ tu thử cũng chưa được nữa sư à. Chứ đừng có nói các vị còn tu thử không. Dạ không, tu lâu rồi. Mà nhắc lại, tất cả chúng ta vẫn là chúng sanh. Cho nên cái chữ tu xem như vậy không dễ đâu. Thế là sư mới nhắc lại cái cô Diệu Liên phía Lý Phương Linh nghe. Cô mới tâm sự cái sự tu thử của cô. Cô nói thiệt thì mình cũng ngồi mình nói thiệt xem cái chuyện tu thử của mình như thế nào. Sư thì có cái là vậy nè, sư hay nói thiệt cho nên đó là thuốc đắng thì giả tọc, lời thật chắc chắn là mất lòng. À không nào, nhưng mà mình mất lòng mình tu được, mình cũng nên nghe. Thì cố tâm sự thì sư nghe hay, sư cũng nói chuyện thì chúng ta thấy sư thấy là cũng giống như mình thôi, cũng không có khác gì trong cái chuyện mà mình bắt đầu mình tập cái tu hết trơn đó. Đó là gì? Khi con người ta bắt đầu bước vào đạo, thấy những chuyện không có như ý trong cuộc đời, thì thường hay nói những câu như là
giá mà tu được cho nó khỏe. Hay là trời ơi, phải mà hồi nhỏ con biết đạo, con đi với sư rồi, con tu lâu rồi, chứ đâu có mà tạo nghiệp như vậy. Hay là chán quá, đó không nào, đi tu là tôi chỉ muốn giờ tôi chỉ muốn tu thôi, tôi chán quá rồi. Nghĩa là bây giờ các vị đã biết tu là buông bỏ rồi, là tu là khỏe. Cho nên cái lời đầu môi của mình đó là con bây giờ chỉ muốn tu. Thấy chưa? Giờ sư mới hỏi các vị tu lâu chưa? Các vị đã lâu rồi sư à. Có người 1 năm, 2 năm, có người 5 năm, 10 năm. Và bây giờ có người hỏi: nay tu lâu chưa? Dạ tu lâu rồi. Thôi bữa nào về đây tập tu với đạo tràng chùa Diệu Pháp bữa coi sao. Nghe chưa nào? Về tu một ngày với đạo tràng. Ôi có gì khó, có một ngày mà. Thấy không nào? Mình cũng nên vào tu thử xem sao. Có một ngày thôi. Nhưng cái người bắt đầu về tu đó thì sẽ nghĩ: không biết tu là sao ta? Là phải giống như các sư đây, tập làm một người xuất gia một ngày, nếu là tu bắt quan trai. Thấy chưa? Cho nên ngày đó cô Diệu Liên có tâm sự nghe, chứ không phải là sư. Cô Diệu Liên, Lý Phương Linh có tâm sự, nhờ sư kể cho các vị nghe. Cô nói: sáng mai tôi sẽ đến chùa, và việc đầu tiên là tôi không có trang điểm. Tại đời sống con người là phải trang điểm. Trang điểm cho đẹp, nó là hương vị cuộc đời. Trang điểm để cho có tự tin. Có những ngành bắt buộc phải trang điểm, chẳng hạn như ngành hàng không, phải bắt buộc trang điểm chứ không phải tùy ý được. Tại vì trang điểm là lịch sự, trang điểm là làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng mà đi vô tu, cái việc đầu tiên thì sáng mai chắc có lẽ là giống sư, giống thầy thì không trang điểm. Cô này cũng nghĩ vậy đó. Cho nên cô nói: chết cha, để cái mặt trắng trợt như vậy làm sao coi. Ngày nào ít nhất cũng phải tô son, chứ không nó tím ngắt xấu lắm. Đó, rồi ngày nào cũng phải vẽ một cái đường chân mày cho nhìn nó đẹp ra, phải không nào? Đó, rồi mình phải làm những cái chuyện mà rất khó khăn nếu một ngày không trang điểm. Rồi sao nữa ta? Ngày nào cũng phải đi đâu phải xách cái túi xách. Trong túi xách có khăn tay, có dầu thơm, có tiền. Bây giờ vô tu nè. Sư thấy các vị không có xách túi xách vô trong đây. Tại vì vô đêm là mặc áo tràng, rồi ngồi nghe pháp ở đạo tràng huy nghiêm của hòa thượng phó pháp chủ Đức Thích Trí Quảng, tức hòa thượng Thích Trí Quảng, là vô đó là hỏi sắp cái gì hết, có cái áo tràng đi chân không, để hết dép ở ngoài chân không, vô là không sắp theo một cái gì, chỉ có đi không mà vô tu. Không có cái gì mang theo để mà toàn tâm vô tu, vô niệm mà nghe pháp. Thì cái người này tâm sự là: trời ơi, ngày mai đi tu tôi sẽ không đeo túi xách. Vậy là lược để đâu, khăn tay để đâu, tiền để đâu? Rồi rủi ăn cơm chùa không được, rồi làm sao để tiền ở nhà? Rồi làm sao đi ra ngoài ăn? Rồi làm sao thắc mắc. Cho đến đêm đó mà nói cái chuyện ngày mai không trang điểm, ngày mai để túi xách ở nhà là đã mất ngủ rồi. Cái suy nghĩ hoài đó, những người ta mới bắt đầu mà, thấy chưa nào? Nhưng mà cái buổi sáng hôm đó bước vô chùa thì thấy rằng cũng không phải ai cũng là thuần thục một cái ngày tu không trang điểm phấn son mà không sắp túi. Cũng có nhiều kiểu lắm. Có người vẫn trang điểm đi tu tập, cũng có người vẫn túi này kỳ túi nọ, cũng có người quần này áo kia, và cũng có người hết sức đơn giản. Nhưng cái cửa chùa nó thoải mái ở cái chỗ là mở rộng cửa cho tất cả mọi đối tượng chúng sanh. Mình giác ngộ tới đâu thì mình tu tới đó, khỏi khen khỏi chê. Tại cái ngày mình mới vô tu mình cũng tập tâm đó. Có khi người ta trang điểm mà lòng người ta đẹp thì sao, còn mình thấy có vẻ tu hành mà tâm mình sống thì sao? Cho nên cũng không có phân tích được. Nhưng cái tu là tập buông bỏ dần từ hình thức cho đến những cái chất đắm ở trong tâm đó. Nói tu thử, các vị đã tu lâu rồi, giờ sư hỏi xem. Rồi vô là nghe pháp một tiếng đồng hồ, thấy chưa nào? Sư phải nói cái đạo tràng này từ sáng tới giờ sư ngồi giảng là ngồi yên, trang nghiêm mà lưng thẳng, mặc dù có nhiều bà cụ già. Thì sư thấy cái thử này là đúng là đã có huân tập tốt, cho nên ngồi nghe pháp như vậy cứ coi như cho 10 điểm đi.
nhưng mà cũng có người ngồi nhấp nhổm không yên. Qua thời tụng kinh, ví dụ tụng kinh kinh bộ đi, phải không nào, phải 1 tiếng 2 tiếng, trời ơi sao mà nó lâu quá, trời ơi, phải không nào, đó, rồi là quỳ lên rồi ngồi xuống rồi đứng lên lạy xuống, hai cái chân rung bần bật lên, nghĩa là già nua trước tuổi. Sao có nhiều người già mà tụng cả thời ấy, còn mình còn trẻ đây, mình ngồi chút chịu không nổi, tại vì đâu có tập, mình chiều theo cái thân này quen rồi, mệt thì leo lên giường nằm thăng một chất, mệt thì bật cái ghế ra ra võng đưa qua đưa lại, mệt thì ra xe ngoắt điền dòng chờ siêu thị mua sắm cái rồi về miệng nói tía lia. Còn có khi nào ngồi im nghe pháp rồi ngồi im lát nữa tụng kinh 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng, sư nói đó, cái đó cũng là tu, với cái thân cũng là chiến thắng chính bản thân mình. Mình lên mình nghe pháp, mình tụng niệm mới thấy có nhiều người họ không nói gì, họ tu hơn mình quá. Nghe pháp cả buổi, tụng kinh cả thời, lạy Phật, rồi cứ im lặng. Cái thầy nói sao làm như vậy, cũng không than van, cũng không nói năng gì hết. Rồi mình mới tốt cái miệng của mình lại, là vì mình nói nhiều, mình ngồi không yên, mình tụng không xong. À, mà mình chỉ có cái nói là nhiều thôi, phải bớt cái miệng lại, đó là tu. Nghe được không? Hồi ở nhà lên giờ dọn cơm là chê với khen món này món nọ, ăn rồi nó như là chén bát cũng kêu rộn ràng, lời nói trong bữa ăn ghế kéo ồn ào, miệng nói qua nói lại. Nhưng trong một cái bữa thọ trai ở chùa thì chánh niệm tỉnh giác. Ở những chùa là các đạo tràng phải nâng bát cơm ngang cái trán của mình, cúng Phật pháp tăng rồi tri ân đàm ma tín thí. Một cái bát bữa cơm trang nghiêm và mang ân trọng với tứ ân. Ân đàn na tín thí, ân quốc vương thủy thổ, ân thầy tổ, ân cha mẹ. Một bát cơm mà mang đầy nghĩa ân. Mà hồi giờ ở nhà thì mình nghĩ là mình làm ra tiền, có tiền thì mua thứ này thứ kia ăn, thích thì ăn cho nhiều, không thích thì đổ bỏ. Mà về chùa có dám không? Có ai không thích mà đổ bỏ không? Cho nên tập cho mình cái ăn chánh niệm, trang nghiêm và tri ân, đó là mình đang tập tu đó. Nhiều khi mình cứ thấy mọi già tu con tu dữ lắm mà mình cũng chưa hiểu cái ý nghĩa của mình tại sao phải làm như thế này. Huynh đệ ngồi nghe thì mình cũng nghe, huynh đệ nói hay mình cũng hay, nhưng mà mình có ứng dụng cái lời của sư của thầy dạy trong cuộc sống của mình không? Mình chuyển hóa được không thì mới gọi là mình tu. Bữa ăn có thật lòng là mình biết ơn không? Tại vì các vị thấy rằng mình ngồi nghe pháp nè, rồi tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành gì đó, còn lát xuống có cơm ăn. Ăn xong có khi có những đạo tràng không để các vị phải rửa chén, có người làm hết. Nhưng mà có khi mình trọn vẹn một ngày tu không? Khi tâm mình nó chạy đường này, nó chạy đường kia à, rồi có người ngồi ăn nói thôi nuốt đại bữa cơm chiều ăn bù. Ý là dở phải không? À, trong bụng nghĩ nuốt đại rồi chiều về ăn bù, tội dữ lắm, phải không nào? Bây giờ chánh niệm, cơm như thuốc chữa bệnh thân gầy, ăn không sanh lòng tham luyến, cũng không có chê khen, ăn mà biết ơn. Tại vì là cái bữa cơm này tôi chỉ đến đây tu tập nghe pháp mà tôi có cơm ăn, nên mang ơn Phật pháp tăng, mang ơn đàn ma tín thí. Tôi nghe pháp tôi cũng biết ơn nữa đó. Trong khi kia tôi nói nhìn ra ngoài kia người ta chạy kìa, nãy giờ sư nhìn ra ngoài kia là sư thấy chưa có lúc một giây nào mà cái con đường, cái cầu đó trước mặt sư mà dừng một chiếc xe, nó chạy miết. Mà sáng đến đây là xe của sư cũng phải là gì? Cũng phải là ngừng, chậm nhanh là bởi vì dòng xe bất tận. Mà mình đang được ngồi đây yên lặng nghe pháp tu tập nè, mình có mang ơn cuộc đời không các vị? Thì đó là tu đó, thấy không nào? Rồi đó, nếu như bình thường ở nhà, chiều ngày chủ nhật tuần này mình đi Vũng Tàu chơi, ví dụ vậy. Đi Châu Đốc, rồi đi Đà Lạt, đi Sapa, đi đây đi kia. Mình đi với người thân của mình, bạn bè của mình, gia đình của mình. Mình thích ai mình ngồi gần người đó, mình hợp với ai mình rủ người đó đi. Còn vô tu, mình ngồi vô là cứ tuần tự mà ngồi, ăn cơm cứ tuần tự mà ngồi, có lựa không? Có lựa là thầy con phải ngồi gần bà đó con mới tu không? Không,
Và lát trưa ở đây có tu nguyên ngày hay tu một buổi? À ngày thì trưa nay cũng sẽ có một giờ chỉ tịch. Thì năm, nằm cứ xếp lớp mà nằm. Có nói là dạ con phải nằm gần bà đó mới được không? Con nằm gần bà này hôi quá con nằm không? Không còn. Cho nên nó tập cho mình một cái sự gì? Cái bình đẳng, cái quên cái bản ngã và đi tìm cái hợp, cái thích với mình. Ngồi đâu cũng trang nghiêm thanh tịnh, ngồi đâu cũng tri ân, biết ơn và ngủ thì là chánh niệm tỉnh giác yên lặng mà ngủ, chứ đâu có chọn lựa nữa. Đó. Cho nên cái cô Lý Phương Linh có tâm sự trưa hôm đó nằm ngủ gần một cái người phụ nữ. Hỏi ra thì cô này là làm cái nghề gì? Làm nghề bán rau quả ở chợ đầu mối. Thấy chưa nào? Đó. Rồi là cái chị bên trái là nằm gần cái người buôn bán ở chợ đầu mối. Cô bên phải là một cái cô giáo đã nghỉ hưu. Hỏi qua hỏi lại cho biết rồi phải chỉ được. Đâu có nói chuyện nằm ri được. Đó. Nhưng mà cũng không có phân biệt là mình sẽ nằm gần ai, người đó hợp không, người đó như thế nào. Mà cứ theo gì? Tuần tự mà thành tịnh tu học. Mà ai mà khó chịu với những cái điều kiện đó, tôi đến tôi ghét nhất là gặp cái bà đó, là không có tu miếng nào. Tôi đến tu là bữa nay xui lắm, tôi gần ngồi gần cái con mẹ mà tôi không có ưa. Đó là không có tu miếng nào. Không nào. Bữa nay lên tu xui ghê, nhầm cái bữa thầy cho ăn cái món mình không thích chút nào. Mình có những cái lời đó là chưa hề tu. Nhân sư nói ở đây có tu thử không? Đạo tràng nó không có ai tu thử hết, toàn tu thiệt không à. Nhưng mà bây giờ mình xét lại đi, mình cũng còn nhiều thứ phải xem lại cái sự tu tập của mình lắm. Cho nên một ngày tu nói là tu hẳn cũng chưa đúng đâu, mới tập thôi là đúng. Cơm có người lo, nước có người lo, sắp đặt sẵn hết rồi, là có khi ăn cũng không cần rửa chén, vô chỉ tịnh, rồi thức dậy là nghe pháp, ngồi thiền. Thế thì bây giờ một ngày như vậy mình sẽ đem lại công đức gì? Mình phải soi rọi lại chính mình, bỏ bớt những cái thứ linh tinh, danh lợi, sắc tà, ích kỷ, ghen tuông, yêu ái ở bên ngoài cổng chùa đi, mà ráng lo tu tập. Cho nên nói tu có dễ không? Các vị trả lời xin nghe. Tu khó, tu cũng là dễ mà tu cũng rất khó. Nếu chiếu lại nội tâm thì không dễ. Và những ai mà thật lòng hướng đến cái chân tâm Phật tánh, đó là người lương thiện. Cái chân tâm Phật tánh cũng không có đâu xa cái người hiền, người hay chịu thiệt. Tưởng chịu thiệt là ngu, người tu chịu thiệt là phúc. Còn cái người mà mồm năm miệng mười chống nặng chửi vã như vậy, tưởng đâu khôn đông lanh, nhưng mà tạo khẩu nghiệp vô vàn. Tham sân si nó thể hiện trong từng lời nói, cử chỉ, việc làm, bước đi. Cho nên cái tu làm cho mình hiền hơn, cái tu làm cho mình chánh niệm trong lời nói, cử chỉ, việc làm. Và chính những cái người hiền nhất đó đó, cái người mà tưởng đâu là ngu đó, không có ai bắt nạt được đâu. Còn mình mồm năm miệng mười vậy chứ mình dễ bị tổn thương, mình dễ đau khổ lắm. Cho nên các vị tập tu buông xả thoái hư tật xấu, mà cái quan trọng nhất là xả bớt cái ngã, cái tôi của mỗi một con người, mới gọi là con người tập tu. Giờ sư kể chuyện thiền sư Vô Úy cho các vị nghe. Có một cái người đó rất là khốn khổ, đi trên con đường gập ghềnh. Ông muốn đi đến cái Bạch Vân An để thỉnh giáo thiền sư là vì sao đời ông khổ quá. Mà đến nơi á, đến cái am của vị thiền sư đó, thì ông thấy mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời. Bây giờ mình nhìn ra cái bầu trời, đây là chùa Diệu Pháp, mình nhìn ra mình thấy cái bầu trời có đẹp không các vị? Quá đẹp, mây trắng đang trôi lững lờ. Nhưng mà nãy giờ con mắt nghe pháp nha sư, con không có nhìn ra nhìn mây nhìn gió gì hết á. Chứ mà bây giờ con nhìn ra mây ra gió con làm thơ đó, thì coi như con đã không có chánh niệm. Và cái vị này đi lên cái am của vị thiền sư để mà thỉnh vấn. Ông thấy mây trắng trên tầng không, ông thấy thiền sư Vô Úy đã ngồi đó chờ ông từ bao giờ. Mình đến mình muốn gặp thầy mà ông thầy ngồi sẵn đó, mình mừng không?
Thì cái người đàn ông đó mới chắp tay: kính bạch thiền sư, con không hiểu vì cớ gì mà đời con luôn luôn bị người ta bắt nạt, ta ăn hiếp con dữ lắm, cho nên con vô cùng khổ não. Bây giờ con phải làm gì cho người ta đừng có ăn hiếp con? À, nghe sư giảng cái này đó, ai mà hay bị ăn hiếp mừng lắm. Con cũng vậy đó sư, đời con ăn hiếp con hoài à, con làm gì nó cũng ăn hiếp con hết á. Làm bắt làm nhiều mấy chứ nào, ngủ nó bắt vô trong góc kẹt nằm chỗ mũi nhiều nhất, do đẩy vô trọng không đó. Ngồi á, nghe pháp á, chỗ nào dựa vô tường nó dành, chỗ nào ngồi phải thẳng thẳng lưng nó đẩy con ra, thấy không nào. Việc làm á, bắt con làm, con lúc nào cũng bị ăn hiếp. Cho người tâm sự với sư vậy đó. Thì cái ông này ông buồn, ông đi ông kiếm thiền sư, ông cũng tâm sự như vậy đó. À, thì vị thiền sư mới mỉm cười trả lời: à, thiền sư là không có vấn đề gì hết, ta cho phép con bắt nạt ta đi, đời bắt nạt con nhiều rồi, giờ mấy con bắt nạt thầy đi, à, muốn làm gì thầy cũng được hết á, để làm chi, để trả thù đi con. Ra đường mình trả thù nó quýnh mình không, giờ cho con bắt nạt thầy. Ông này: à được, bây giờ thầy chấp nhận cho con bắt nạt thầy, để thầy biết giá trị như thế nào của một con người sống mà cứ bị bắt nạt, ông bị ăn hiếp á đó. Bắt đầu ông này cũng làm sao, ông suy nghĩ một chút đi, ông nói: bạch thiền sư, con sẽ lấy tất cả cái tài sản của thầy, ở trong cái am của thầy có gì con lấy hết. Đó là cái thứ nhất, nghe không đó. Thiền sư mới đáp: được thôi, nhưng mà con ơi, trong cái am của ta không có vàng bạc châu báu gì hết, chỉ có một cái tấm chăn khi trời lọc, còn với lại là cái bát ăn cháo, cái gáo dừa uống nước thôi. Nhưng mà con có thể lấy cái tấm chăn đó là có giá trị nhất, khi nào trời lọc con đắp đỡ cũng được. Người đàn ông thấy: trời đất ơi, con tấm chăn mà thiền sư nó lấy đi cũng có làm gì cho ông thiền sư, bực hết trơn trọi, thấy không nào. Ông suy nghĩ một hồi: bạch thiền sư, con không thèm lấy cái mề nó đâu, con muốn nói thầy là người vô dụng, ăn không ngồi rồi. Con xuống núi nói với hết dân làng này là ngài là người ăn không, tham lam, ích kỷ. Có vị thiền sư nghe như vậy cũng mỉm cười thản nhiên đáp: con cứ tự nhiên mà đi nói, nghe không nào. Thầy sẽ đặt cho ta pháp danh là vô úy. Vô úy là gì? Là không có sợ hãi, mà cũng không có làm cho ai sợ hãi hết. À, cho nên ta cũng không có giữ lành của riêng cho ta làm gì. Dù con và ai có mắng ta đi chăng nữa, thì lòng ta, thầy ta cho ta cái vô úy rồi, không sợ hãi rồi, cho nên không sao, con cứ đi mà nói đi. Chà, sư thấy cái này hay quá, phải không? Nói: sư ơi sư, con bữa nay nói xấu sư, con sẽ này kia là mình sẽ quản hồn liền. Nhưng thiền sư đó cứ nói: ta vốn là vô úy, cho nên ta có sợ gì đâu. Đó, thì cái người đàn ông này cũng chưa bỏ cuộc, tiếp tục: vậy con sẽ đi tìm cha mẹ của thầy, thân bằng quyến thuộc của thầy, con làm cho họ khốn đốn khổ sở luôn, thấy chưa nào. Con không tin rằng lúc đấy ngài có thể thản nhiên, tại làm tới đụng tới người thân của mình, cha mình, mẹ mình, anh em mình sẽ chửi bới, phải không nào, sẽ làm đau khổ cho họ. Để có lúc đó thiền sư ngồi đây, đúng không? Thì lúc đó thiền sư mới nhìn vào cái khoảng không bao la, cái bầu trời nhiều mây trắng này, thấy chưa nào. Rồi mới đáp: ta biết ơn cha mẹ ta đã cho ta thân người, ta biết ơn thân bằng quyến thuộc đã yêu thương che chở cho ta từ thuở ấu thơ. Và hãy nhìn những áng mây kia đi con, dù hiện tại đang quấn vào nhau, những áng mây đang quấn quýt vào nhau, nhưng một cơn gió thổi qua, những áng mây vẫn sẽ chia lìa. Gia đình của ta cũng như vậy, dẫu chúng ta có yêu thương nhau đến mấy, mỗi người đều có một vận mệnh riêng, không ai có thể quyết định đường đời cho ai cả. Trần gian này chỉ là quán trọ trên con đường đằng đẵng trôi của sinh mệnh kiếp người, chỉ có sự tu tập mới giúp ta thoát khỏi bể khổ trầm luân, để trở về ngôi nhà chân thật, chân tâm Phật tánh của chính mình. Cho nên đối với ta, sự làm khổ hại thân bằng quyến thuộc không có làm cho ta phải nao núng đâu. Cho nên các bà mẹ nói: con bây giờ ok hết rồi sư, chỉ khổ có đứa con. Con tu giờ gì cũng là tốt hết, giải thoát hết rồi, con chỉ khổ có cái đứa con thôi. Con khổ có đứa con à, thấy không? Đó. Con khổ có đứa con thì sư mới nói:
mình sanh nó ra nè, 3 năm nhục bột, 9 tháng cô mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàn vũ phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn vân vân. Tức là mình đã hoàn thành trách nhiệm, sanh con ra, nuôi con lớn lên, cho con ăn học, rồi nó cũng có nhân quả của đời nó. Chứ mình cứ đi theo sát nó, bưng nó lên cái vị trí mà mình mong muốn được đâu. Tại mỗi một con người có nhân quả của người đó. Như áng mây kia quấn quýt với nhau, như mẹ với con quấn quýt với nhau, như vợ với chồng. Như một áng mây đi, làn gió đi qua, mây phải tan tác. Cơn gió vô thường đi qua, các mối liên hệ thân bằng quyến thuộc, cha mẹ anh em con cái phải tan tác chia liệt. Cho nên cái quan trọng nhất là gì? Tu tập. Cái sự tu tập sẽ đem lại cho chúng ta giá trị chân thật nhất. Thì người đàn ông mới nói: bạch thầy, bây giờ con đã hiểu. Ngài không mê đắm tiền bạc, nên dẫu con có lấy hết tiền bạc của Ngài hay có một cái tấm chăn duy nhất, Ngài cũng không tiếc, vui vẻ mà cho. Ngài không chấp vào danh tiếng, cho nên người ta có mạng lưỡi chửi bới Ngài, Ngài bảo Ngài là vô úy nên có gì sợ. Ngài hiểu rõ lẽ vô thường, cho nên những tình cảm quyến thuộc không đem cái đó ra để đe dọa, dẫn dắt được Ngài. Con khổ là vì đời con quá nhiều dục vọng nên mới chuốc lấy sự khổ tâm. Ngài không ai bắt nạt trên đời này không đau khổ được, bởi vì Ngài đã xả bỏ những bản ngã và tham dục. Cho nên hôm nay sư nói với các vị: ăn thử nhiều, uống thử rồi, nói thử rồi, yêu thử rồi, phá thai thử rồi, làm bậy thử rồi, ăn cắp thử rồi, nhiều cái thứ tội lỗi mình đã thử rồi. Bây giờ quyết định là gì? Tu thử. Giữ giới, xả bỏ bản ngã, lòng tham dục, yêu cầu này nọ, ham muốn nọ kia. Những điều hết sức đơn giản như vậy thôi, nhưng một khi chúng ta muốn nói lời ác, chúng ta nói: ủa, mình tu mà, đang tập tu thử mà. Cho nên phải dừng cái lời lại. Mình tính nổi nóng: ủa, mình đang tập tu thử mà, kiểu là không vô được rồi đó, mới thử mà không xong, sao vô cuộc thật được. Thôi kềm cái sân lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình muốn ngủ rồi, mệt rồi, lên võng nằm ngủ một giấc. Ủa, mình đang tập tu mà, chẳng lẽ ở chùa diệu pháp mới tu sao? Về nhà cũng phải tu, nó mới quen. Chứ còn đợi tháng mới vô tu một lần, nó quên hết. Cho nên ở nhà cũng phải tu thử mỗi một ngày. Tinh tấn lên. Cho nên với một cái sự tinh tấn và cứ mỗi ngày cứ coi như tu thử đi, đừng nghĩ là mình đã tu thiệt. Mình tưởng mình tu thiệt cho nên mình chủ quan. Mình tưởng mình tu thiệt nên rất tự cao. Mình tưởng mình tu thiệt nên tưởng mình ngon lành. Bây giờ xét ra vẫn là một chúng sanh đầy đủ các thói hư, tật xấu, tham dục, tham ái, chấp ngã, và do vậy đau khổ trầm luân đến muôn đời. Hôm nay sư có mấy lời nhắc nhở để chúng ta phải thức tỉnh lại. Mình nhìn rõ, người thì nhìn rất rõ, nhưng nhìn lại ta, ta chẳng kịp nhận ra đâu, bởi vì mình đã quá chủ quan cái sự tu tập của chính mình. Cái sự tu của mình mới là cái mặc áo tràng. Cái sự tu của mình mới vô chùa tập niệm Phật, cũng tập ngồi yên nghe pháp, tập tụng kinh. Nhưng cái chuyển hóa tâm, buông bỏ, tập buông, tập bỏ, bởi vì chính nó là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ. Chấp chừng nào, ôm chừng nào, đắm chừng nào thì khổ, tổn thương nhiều chừng đó. Câu chuyện về thiền sư vô ý là một sự cảnh giác cho chúng ta. Càng tu mà còn đau khổ nhiều, chứng tỏ chúng ta còn tham lam đắm chấp rất nhiều. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Chia sẻ pháp thoại sắp tăng quý Phật tử tu hành, nhận thấy cảm bảo thích chúng rất quan hệ với lời thuyết giảng của Ni Sư. Mong rằng sau lần thuyết giảng này, quý Phật tử sẽ tinh tấn và thấy được những sai lầm cũng như những
những cái mà con đang mắc phải trong quá trình hướng về Phật pháp tu hành. Mong rằng tất cả mọi người gặt hái được nhiều thành công trên lộ trình tu hành học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép được đại diện cho toàn thể Phật tử nói lời tri ân Ni Sư Đức Hiệu Công Vũ, và sẽ có dịp trong tương lai tiếp tục xin được thỉnh cung thỉnh Ni Sư để dạy cho đạo tràng cũng như sáng tác cho đạo tràng trên con đường tu học. Nam mô Ni Sư Quan Thế Âm.